Phạm Hiếu, bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em cô chú ngày mới nha, vui vẻ hạnh phúc cát tường. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2020, thì Phạm Hiếu được một cô ở địa phương kẹt tiền nhân dịp trước Tết nhờ ghi hình bán miếng đất này, nền này là tại khu vực 4 thị trấn Đức Hòa nghe anh em. Thì đây Hiếu đang đứng trước mà mặt tiền miếng đất là ngang 5 dài 26 trong sổ hồng công nhận là 130m thổ cư xây dựng nhà. Ok nghe anh em. Và đất này là đường xa hơi vào tận chỗ luôn nghe anh em. Đất này cách công viên Võ Văn Tần nơi Sầm Quốc phồn vinh nhất là chỉ khoảng 500m thôi. Và anh em đi chợ Triều cũng như chợ Đức Hòa cách đây cũng khoảng 600-700m thôi. Và tất cả như là trường tiểu học, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng như là trạm y tế, ngân hàng, cây xăng và tất cả nhu cầu yếu phẩm hợp chung về nơi khu vực này rất là phồn vinh và rất là phát triển, thích hợp cho các anh chị em cô chú ở 24 quận huyện và 64 tỉnh thành về đây sinh sống và làm việc nha anh em. Thì miếng đất này á, là rất là cao ráo và cứng chắc và vô mua là anh em xây dựng nhà liền nha các anh chị em cô chú bạn bè. Thì chủ kêu bán miếng đất này là 850 triệu quá rẻ luôn anh em ơi, bởi vì chủ kẹt tiền. Thì cái người nào mà kẹt tiền trước Tết này á, anh chị em mình nhào vô xúc là coi như là lời to lời khẩm và coi như rất là tuyệt vời. Và Hiếu thẩm định miếng đất này là thay vì là phải 920 triệu nhưng mà chủ bán cho mình là 850 triệu vẫn còn thương lượng nhẹ cho các anh em. Thì cái người chủ này cũng rất là hiền, Hiếu biết được rất là hiền và rất là tốt bụng, cho nên khi bán cho các anh chị em cũng rất là dễ dàng mua đầu tư sinh lời cũng như mua để ở an cư lạc nghiệp. Thì ở nơi đây hội tụ rất là nhiều cái sự phát triển nha các anh chị em cô chú bạn bè. Mình đi ra được quốc lộ 1A về 6 tỉnh miền Tây, về Hóc Môn, về Củ Chi, về Tây Ninh, cũng như về tỉnh lộ 10, mình một trọng tâm bán kính. Bước ra ngoài đây 500m thì có những cái ngã tư là coi như là nó chỉ cái bảng hiệu chỉ đường đó, anh em đi rất là dễ dàng và đường xá thì lưu thông cũng như là nói chung là dân cư ở đây thì phát triển, xí nghiệp, công ty thì rất là đông, coi như điều kiện kinh tế ở đây thì coi như là rất là phù hợp cho các anh chị em cô chú mua để về để mà mình cắt một cái nhà để nghỉ dưỡng, sinh sống và làm việc cho gia đình của mình, hoặc là anh em mua đầu tư để cũng có lời. Cho nên là miếng đất này là anh em mua là lời liền, lời chắc luôn. Thì cái đặc biệt là cái người chủ mà người ta rất là hiền và người ta cũng bán rất là rẻ. Thì bản thân Hiếu được biết được cái gia đình này, cho nên khi mà giới thiệu các anh em thì Hiếu cũng rất là yên tâm đối với các anh chị em cô chú bạn bè của mình. Thì trái tim của các anh chị em mình á, là cũng như trái tim của Hiếu, cho nên khi mà Hiếu giới thiệu miếng đất này thì anh em khỏi có cần phải bàn cãi và khỏi cần phải do dự gì nữa cả. Thì cái trọng tâm khu vực 4 của thị trấn Đức Hòa này là một đất địa, một sự phát triển phồn vinh. Cho nên anh chị em bước ra khoảng 500m thôi thì anh em sẽ thấy được những yếu tố nhà cao tầng cũng như là những cái nói chung là nhu cầu sinh sống của người dân ở đây rất là phát triển và giàu có sung túc. Thì miếng đất này đó, chủ kêu bán là 850 triệu nghe anh em, còn thương lượng thì quá là rẻ. Anh em cần thì gọi cho Hiếu là 0913871833 nha. Hiếu xin chân thành cảm ơn các anh em rất là nhiều. Phạm Hiếu từ trong cái miếng đất nền đó, khu dân cư khu vực 4 của thị trấn Đức Hòa đó, là diện tích ngang 5 dài 26 đó, là 130 thổ cư, 100% chủ kêu bán là 850 triệu đó. Thì bây giờ Hiếu đi ra ngoài đường nha, Hiếu đi ra ngoài đường đây cho các anh chị em cô chú của mình thấy được là nơi đây là cái nơi rất là phát triển nha. Ở đây rất là phát triển và anh em thấy được đây là cái công viên Võ Văn Tần rồi nè. Đây nè, Hiếu quay cho các anh em thấy được luôn, rất là sung túc. Và anh em thấy không, đó là đường này của đất mình chỉ khoảng chừng 400m thôi, rất là đầy đủ. Và yếu tố chợ búa cũng như là cây xăng, ngân hàng và khu công nghiệp dày đặc luôn anh em, quá trời phát triển luôn đó. Thì Hiếu quay cho các anh em thấy được, anh em cần gọi cho Hiếu nha.